Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trên nay thứ tư ngày 8 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Thừa Thiên Huế ra soát nguồn cung thịt lợn đảm bảo cung ứng đủ và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán. Đại học Huế tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam. Tết Canh Tý đã cận kề, các làng hoa truyền thống như Tiên Nùn, Mậu Tài, Thanh Tiên đang nhộn nhịp chăm sóc, chuẩn bị đưa nhiều loài hoa ra thị trường phục vụ người dân. Thừa Thiên Huế không lo thiếu hụt thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình với các sở ban ngành, các đơn vị phân phối, cung cấp thịt lợn trên địa bàn tỉnh vào chiều qua. Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tình hình cung ứng giá cả thịt lợn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, qua thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường nên giá thịt lợn đã giảm từ 10.000 đến 20.000 đồng 1 kg. Hiện giá thịt lợn ở các chợ lớn từ 130.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Các chợ khác dao động từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng 1 kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua nắm bắt, theo dõi tình hình giết mổ tại các cơ sở cho thấy khả năng tiêu thụ tương đương năm 2018 không có mức tăng đột biến. Bên cạnh đó, do tâm lý người dân đã chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm khác như thịt gia cầm, thịt bò, nên giá thịt lợn đã có xu hướng giảm. Hiện nay, giá thịt lợn hơi ở chợ Bà Dâu từ 90.000 đồng 1 kg giảm còn ngưỡng 80.000 đồng 1 kg. Cùng với việc giá thịt lợn đang có xu hướng giảm thì hiện nay nguồn cung ứng thịt lợn cho thị trường đã được đảm bảo, ổn định thông qua việc thực hiện tái đàn của các đơn vị chăn nuôi lớn và nguồn thịt nhập khẩu đạt chuẩn châu Âu từ các hệ thống siêu thị. Đại diện hệ thống siêu thị Bixi, Copmark, Vinmark chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết hiện nay các đơn vị đang thu mua thịt lợn ở địa phương và tiến hành nhập khẩu thịt lợn để phục vụ cho người tiêu dùng. Nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho người tiêu dùng, thời gian qua, Bixi Huế đã tiến hành thu mua thịt lợn trên địa bàn tỉnh, cũng như tiến hành nhập khẩu thịt lợn từ New Zealand, Canada, Mỹ với số lượng lớn, được nhập khẩu theo tiêu chuẩn châu Âu, nên chất lượng được đảm bảo, giá bán rẻ hơn so với giá thịt lợn tươi ở địa phương. Hiện nguồn thịt lợn ở Bixi Huế có đủ khả năng cung ứng cho thị trường trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình đánh giá cao sự chủ động của các sở ban ngành, nhất là các siêu thị, ban quản lý chợ trong việc nắm bắt diễn biến thị trường cũng như thực hiện các giải pháp để bình ổn. Được biết, hiện nguồn cung thịt lợn tại địa phương có giảm nhẹ so với mọi năm. Tuy nhiên, nguồn thịt lợn được nhập khẩu từ trong và ngoài nước đã đảm bảo cân đối được. Đặc biệt là các siêu thị lớn như Bixi, Copmark, Vinmark đã có kế hoạch nhập khẩu thịt lợn từ trước để tiến hành dự trữ phục vụ người dân trong thời gian tới. Bên cạnh đó, diễn biến mặt hàng thịt lợn vẫn chưa có nhiều biến động lớn vì nguồn cung tại địa phương vẫn đang đảm bảo đủ. Đánh giá sơ bộ cho thấy nguồn cung mặt hàng thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ không thiếu. Để đảm bảo bình ổn thị trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiên Đình đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cân đối, theo dõi nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian tới để kịp thời chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời chỉ đạo Chi cục Thú y tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm dịch, phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế để kiểm tra chất lượng thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn cũng như việc công khai niêm yết giá. Bên cạnh nguồn cung tại chỗ thì thịt lợn nhập khẩu được tăng cường cũng sẽ giúp bình ổn giá thịt lợn. Bộ Công Thương cho biết đang tích cực làm việc với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để có nguồn cung nhập khẩu chất lượng, giá cả phải chăng. Hiện Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã đề nghị thương vụ Việt Nam tại nước ngoài chủ động tổ chức làm việc, trao đổi với Hiệp hội và các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong hoạt động nhập khẩu để đa dạng hóa nguồn cung thịt lợn, đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế và diễn biến cung cầu trong nước tùy từng thời điểm. Cục cũng đã đề nghị các sở công thương và lực lượng quản lý thị trường tại khu vực biên giới thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, mua bán trái phép lợn sống và các sản phẩm từ lợn qua biên giới. Để giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung điện từ nay đến năm 2025, Việt Nam đã chuyển hướng nhập khẩu một phần năng lượng từ Lào thay vì đầu mối nhập khẩu duy nhất từ Trung Quốc như 10 năm nay. Trước đây, Việt Nam chỉ nhập khẩu điện từ Trung Quốc và năm nay dự kiến nhập khẩu 2,1 tỷ kW. Nhưng với nguồn cung mới từ Lào, nhất là đầu tư cả truyền tải đưa điện về, Việt Nam có thêm nguồn nhập khẩu mới 1,1 tỷ kW. Việt Nam đối diện với việc thiếu điện từ nay đến năm 2025 do hàng loạt dự án chậm tiến độ, nhất là nhiệt điện than. Tính toán của Bộ Công Thương cho thấy mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu từ 7 đến 8 tỷ kW.
Riêng năm 2020, sau khi huy động các nguồn điện, thì Việt Nam vẫn cần 3,4 tỷ kWh điện chạy dầu giá cao. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản đình chỉ lưu hành thu hồi một số mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đang lưu hành trên thị trường. Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc 4 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, gồm kem body licorice, men ủ trắng mặt, kem ngăn ngừa mụn acne, kem placenta. Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ dược mỹ phẩm NLM Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Vina sản xuất, gồm son môi 5AC Lipstick, 5AC Cream Lipstick. Lý do thu hồi do sản phẩm mỹ phẩm sản xuất không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược yêu cầu các công ty trên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng các sản phẩm nêu trên, tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này. Gửi báo cáo thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 20 tháng 2 năm 2020. Ngày 7 tháng 1, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện bắt giữ nhiều hàng hóa không đảm bảo thủ tục hóa đơn chứng từ. Ngày 6 tháng 1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, phát hiện xe ô tô mang biển số kiểm soát 78C08350 kéo theo rơ móc 78R00495 do tài xế Nguyễn Văn Tuyền, sinh năm 1991, ở xã Thanh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra hành chính tại cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Tín Dụng tại 991 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, do Lê Thị Mỹ Châu, sinh năm 1991, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 15 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, không có thủ tục hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Tiếp tục là một số thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra giám sát đối với 189 lượt tổ chức cơ sở đảng và 528 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 15 đảng viên bằng hình thức khiển trách 12 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quảng Điền đề ra, đó là quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng thực hiện và nâng cao chất lượng chương trình kiểm tra giám sát gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chủ trọng kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ sai phạm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tối qua, Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Buổi lễ cũng là dịp để tôn vinh nhiều gương mặt sao tháng riêng sinh viên năm tốt của Đại học Huế. Trải qua 70 năm, các thế hệ học sinh sinh viên Đại học Huế đã luôn tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng rèn luyện, phát huy sức trẻ để cống hiến cho quê hương. Bằng chứng rõ nhất cho điều này chính là những danh hiệu cao quý cấp trung ương, cấp tỉnh mà sinh viên Đại học Huế được đón nhận. Năm học 2018-2019 có 5 sinh viên đạt giải thưởng sao tháng riêng cấp trung ương, 26 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 45 sinh viên đạt giải thưởng sao tháng riêng cấp Đại học Huế, 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt và 287 cá nhân đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Huế. Đây là những con số mà Đại học Huế có thể tự hào. Khi được nhận giải thưởng sao tháng riêng cấp trung ương là một điều thật sự rất là vinh dự với một sinh viên như em. Bởi vì mỗi sinh viên chỉ được nhận giải thưởng sao tháng riêng cấp trung ương một lần trong đời. Và điều này đã tiếp thêm động lực cho em rất nhiều để em cố gắng đạt được cái danh hiệu này. Và em thật sự tự hào và em hạnh diện với bản thân mình và với cả gia đình. Và cả khi mà được đại diện cho trường đại học ngoại ngữ nhận danh hiệu này. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi là một trong 5 bạn của 22.000 sinh viên của Đại học Huế nhận được giải sao tháng riêng của Trung hội Việt Nam. Đấy là một cái rất là tự hào của sinh viên Đại học Huế cũng như là Đại học Nông Lâm nói riêng.
Bên cạnh học tập, học sinh sinh viên Huế cũng luôn xung phong trong nhiều phong trào xã hội như làm sạch môi trường, hiến máu tình nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức mùa thi. Những hành động nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ là nền móng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn với những con người có nhân cách, có trách nhiệm. Hiện nay đối với sinh viên Huế thì tất cả hoạt động phong trào các bạn sinh viên đều có những cái thế mạnh riêng, trong đó học tập nghiên cứu khoa học là một trong những cái mà các bạn sinh viên đã đạt thành tích rất cao. Cái điều thứ hai là chúng tôi cũng rất tự hào là trong năm vừa rồi thì các bạn sinh viên đã có dâng có ý thức về tham gia các hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo. Điển hình nhất là các hoạt động mà các giải thưởng của các bạn sinh viên đã được thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có một phần mềm đó là Seblook, một cái phần mềm mà đã được các hội đồng đánh giá rất cao về cái tính nhân văn và hiệu quả của nó. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, hội sinh viên Đại học Huế cũng đã giới thiệu dự án Seblook, ngân hàng máu sống trực tuyến, phát động xây dựng ngân hàng máu sống đất liền Trường Sa, tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, sao tháng riêng và các sinh viên đạt thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt giai đoạn 2017-2019. Tết Canh Tý đã cận kề, các làng hoa truyền thống như Tiên Nụn, Mậu Tài, Thanh Tiên đang nhộn nhịp chăm sóc, chuẩn bị đưa nhiều loài hoa ra thị trường phục vụ người dân. Với người trồng hoa, năm nay sẽ là một năm được mùa do thời tiết khá thuận lợi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không khí tại các làng hoa truyền thống trên địa bàn tỉnh những ngày giáp Tết Canh Tý thật sôi động và nhộn nhịp. Để chủ động cung cấp cho thị trường hoa Tết trên địa bàn tỉnh, vụ hoa Tết 2020, ngay từ tháng 10 năm 2019, nhiều làng hoa truyền thống trên địa bàn xã Phú Mậu, huyện Phú Vang đã tiến hành trồng với tổng diện tích gần 12 hectare hoa các loại, trong đó chủ yếu vẫn là hoa cúc, hoa vàng thọ, hoa đồng tiền, hoa chuông và một số loài hoa mới đưa vào trồng ở Tết năm nay như tulip, đồng tiền lùng, dạ yển thảo, màu gà Pháp. Riêng tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mậu 2 đã xuống giống và trồng hơn 6 hectare hoa các loại, với số hộ tham gia 30 hộ, trong đó có hơn 2 hectare hoa được trồng theo mô hình tập trung. Chuẩn bị hoa Tết cho năm nay thì hộ gia đình trồng được 600 chậu dài yên thảo. Ngoài ra còn trồng các loài hoa như là hoa chuông, hoa ga, hoa vàng thọ, là hoa pháo thì để chuẩn bị cho Tết thì nói chung năm nay thì hoa phát triển rất là tốt, hoa rất đẹp. Lượng hoa Tết năm nay thì tôi thấy là rất đạt, đúng là dịp Tết luôn. Đều không biết thị trường như thế nào, chứ tôi thấy hoa là rất tuyệt vời đó. Với điều kiện thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi, kết hợp với những kinh nghiệm cũng như áp dụng các biện pháp chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, nên nhiều vườn hoa trên địa bàn sinh trưởng và phát triển khá đồng đều. Dự kiến sẽ chủ động được nguồn hoa các loại để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết. Đặc biệt thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, cho nên là các hộ trồng hoa hết sức là phấn khởi. Riêng cái vườn hoa tập trung chúng tôi thì có 2,5 hectare, mà chia ra hai vùng, một vùng thì ở đây và một cái vùng là ở biển Thanh Vinh trong phạm vi hợp tác xã. Và hợp tác xã cũng đã hỗ trợ về mặt điện chiếu sáng, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống tưới để cho bà con sản xuất được thuận lợi. Phú Mậu vốn nổi tiếng với nhiều làng nghề, làng hoa truyền thống Tiên Nụn, Mậu Tài, Thanh Tiên. Để giúp cho bà con nông dân và các hộ trồng hoa không ngừng ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì, phát huy ngành nghề truyền thống của địa phương cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng hoa trên địa bàn. Hiện thu nhập của người trồng hoa đạt từ 150 đến 160 triệu đồng một hectare. Chúng tôi thường xuyên yêu cầu bà con nông dân là áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là về lĩnh vực trồng hoa các loại. Trong đó như là có cái việc tổ chức tham quan, học tập các cái mô hình trồng hoa ở phía Bắc và cái vùng Đà Lạt để là về như là cho phù đã áp dụng cho phù hợp với tình hình tại Phú Mậu. Cho nên từ đó chúng tôi kết hợp nhiều mặt. Cho nên là hàng năm là công tác như là sản xuất hoa là điều đạt yêu cầu và nhiều năm là bà con rất là thắng lợi, nhất là về như là cái thu hoạch, thu nhập đảm bảo cho người dân được nâng lên. Theo đánh giá của bà con nông dân và các hộ trồng hoa, năm nay được đánh giá là một năm được mùa hoa nhất từ trước tới nay nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, triển khai các biện pháp chăm sóc hợp lý.
Điều này không chỉ mở ra nhiều triển vọng cho vụ hoa Tết Canh Tý 2020 mà còn giúp cho các làng hoa truyền thống hồi sinh trở lại sau nhiều năm mất mùa do ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.